Còn tại Tây Ban Nha, trong ngày 9 tháng 10, có một người thiệt mạng và ít nhất 7 người khác bị thương khi một chiếc xe ô tô đã lao vào hai quán bar ở thị trấn Gibraleon ở Tây Nam của Tây Ban Nha. Lực lượng vệ binh dân sự Tây Ban Nha xác nhận đã bắt giữ một đối tượng nam giới sau vụ việc trên. Các nhân chứng cho biết chiếc xe đã lao vào các quán bar và sau đó tài xế đã lái xe bỏ chạy với tốc độ rất cao để bỏ trốn. Công tác điều tra nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được tiến hành.